Xin chào các bạn. Hôm nay nhóm review sẽ gửi đến các bạn một sản phẩm mới, đó là module thẻ RFID 125 UVRT Mini. Đây là phiên bản thu nhỏ của RFID 125. Đây là phiên bản Mini. Module rất nhỏ gọn. Bạn thấy là GF125PS. Với cái module này nó có thể thực hiện được chức năng, nó là đọc thẻ RF. Một module rất nhỏ sẽ hỗ trợ bạn đọc thẻ RF. Nên mình sẽ nói qua về các cái thông số của cái module này. Thì cái module này sẽ có điện áp từ DC từ 35V, đầu ra dạng TTL, tần số 12 kHz, với các thẻ ID tương thích là M4100, M4102, với kích thước main là 2 x 1,2 mm. Các bạn thấy từ các cái chân từ bên đây, các bạn nhìn đây, từ bên trái sang bên phải, lần lượt sẽ là chân GND, chân VC, chân TXD, chân XH, chân LS, hai chân L0 và L1. Thì GND, VC là chân nguồn rồi, chân TXD này là chân truyền tín hiệu UART đến module. Chân XH lại là chân đèn LED để báo hiệu khi mà các bạn truyền dữ liệu, thì trên đèn LED sẽ sáng và sẽ báo hiệu là các bạn đang truyền dữ liệu. Đây, chân LS là chân còi báo hiệu, cũng tương tự như vậy. Hai chân L1 L2 là sẽ nối vào các cuộn dây để cảm biến thẻ RF. Các cái thông số kỹ càng hơn thì sẽ có ở trên trang bán linh kiện. Các bạn có thể ghé qua và xem chi tiết rõ hơn về hình ảnh cũng như là các cái thông số của cái module này. Sau đây thì mình sẽ tiến hành test module với kit Arduino Uno R3 và mình sẽ hiển thị LCD. Thì cách kết nối dây với giữa Arduino và LCD thì các bạn có thể tham khảo rất nhiều nguồn khác nhau. Đây, các bạn có thể kết nối theo cách thông thường hoặc là các bạn sẽ sử dụng kết nối SPI đều được hết. Ở đây thì mình sẽ dùng cách kết nối thông thường. Mình có lối sẵn đây rồi, bây giờ mình sẽ kết nối vào module. Đây sẽ là hai dây mát TGLD và dây nguồn 5V. Mình sẽ nối vào đây. Sẽ đâu vào đây. Đây là chân tín hiệu nối với RX, đây bạn nhìn thấy dây trắng. Đây là chân tiếp giao tiếp UART, đây sẽ nối vào chân TXD. Ở đây mình sẽ không sử dụng hai chân báo hiệu đèn LED với cả còi. Đây là báo hiệu chuyển đổi đã có trên kit Arduino rồi. Mình lấy hai cái dăm này cắm vào đây. Mình kết nối với cái đầu đọc đầu tiếp nhận tín hiệu của thẻ RF đây. Như vậy là mình đã kết nối xong.
Để mình sẽ cắm nguồn. Mình sẽ tiến hành thử với hai thẻ RF. Các bạn thấy đây là thẻ, một thẻ đây, với ID là 3964799, là một thẻ đây là 3926479. Mình sẽ tiến hành quét với cái qua cái khung này. Đây, mình sẽ quét thẻ này trước. Các bạn thấy đấy, nó sẽ hiển thị mã thẻ. Quét lại, mình sẽ thử với thẻ tiếp theo. Đấy, hoàn toàn chuẩn xác. Đấy, các bạn thấy. Về phần code thì mình sẽ gửi code để test với Arduino, thì mình sẽ gửi kèm dưới link video. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi.